Thưa quý vị và các bạn, tài khoản định danh điện tử VNeID được coi là bước tiến lớn trong tiến trình chuyển đổi số, hình thành những công dân số. Giờ đây, người dân có thể dễ dàng thực hiện dịch vụ công thông qua ứng dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mà không cần phải tạo lập tài khoản dịch vụ công trực tuyến hay thực hiện các thao tác điền thông tin phức tạp như trước đây. Ông Hà Hùng Phi ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Trước kia, khi làm thủ tục hành chính, đều phải ra bộ phận một cửa của phường hoặc các cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện. Đặc biệt, ông Phi kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, nên các thủ tục về thông báo lưu trú, tạm trú phải làm thường xuyên mỗi ngày, khiến ông mất rất nhiều thời gian. Từ ngày 1 tháng 11, sau khi được Công an phường Hiến Nam đến hướng dẫn, ông đã sử dụng thành thạo ứng dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để làm các dịch vụ công tại nhà. Giờ đây, ông Phi có thể thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi. Vì đã được tích hợp sẵn thông tin cá nhân, nên ông không cần phải khai báo, điền thông tin nhiều như trước đây, bớt phức tạp và giúp tiết kiệm thời gian. Bản thân từ khi có cái ứng dụng này thì gia đình có cái việc gì thì chúng tôi cũng đều làm cái thủ tục hành chính. Ngày hôm qua gia đình nhà tôi có đám cưới đấy, cháu tôi nó cũng đăng ký kết hôn luôn, rất là tốt. Không thành thạo được như ông Phi, bà Lê Thị Thanh ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên phải ra trụ sở công an phường để làm thủ tục đăng ký tạm trú cho người thân ở xa về chơi. Đến đây, bà được lực lượng công an tận tình hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID để làm các thủ tục hành chính mà không phải mang theo các giấy tờ. Tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 của bà đã có sẵn trên điện thoại, thông tin đầy đủ nên việc thao tác rất dễ dàng. Các đồng chí công an phường hướng dẫn cho là làm thủ tục ở nhà để mình làm được, không phải lên phường nữa, rất là gọn và tiện lợi. Lực lượng công an đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể bên ủy ban phường, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các tổ liên gia tự quản, các tổ chức quần chúng ngay tại cơ sở phổ biến rộng rãi đến toàn thể người dân và đảm bảo là 100% người dân đều biết đến và đều cài đặt được ứng dụng VNeID qua điện thoại. Hiện nay, hệ thống định danh điện tử VNeID đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện. Cán bộ tại bộ phận một cửa dễ dàng tra cứu, khai thác thông tin của người dân. Đặc biệt, Hưng Yên là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, chính thức đưa vào ứng dụng hệ thống định danh xác thực điện tử, đồng thời sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh nhằm phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Hưng Yên là một trong những tỉnh đi đầu kết nối VNeID để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến của hệ thống một cửa tỉnh. Chúng tôi sẽ tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh có những cái văn bản chỉ đạo các sở ban ngành và Ủy ban dân cấp huyện để tuyên truyền cho người dân hiểu và sử dụng ứng dụng VNeID thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến, không phải đăng nhập tài khoản trên dịch vụ công trực tuyến nữa. Chúng tôi cũng sẽ tham mưu chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh phối hợp với các lực lượng sở ngành, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng VNeID trong dịch vụ công trực tuyến để đạt cái hiệu quả cao trong toàn tỉnh. Giờ đây, chỉ với chiếc điện thoại được cài đặt ứng dụng VNeID, người dân có thể dễ dàng thực hiện dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải mang theo nhiều giấy tờ phức tạp. Việc tích hợp ứng dụng định danh điện tử VNeID không chỉ tạo ra nhiều lợi ích cho cá nhân, cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ công, thúc đẩy phát triển chính quyền số, quốc gia số.